Ok, hello mọi người. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020. Thì các anh khách bên mình có ghé qua cà phê và mình bắt được một chiếc xe Citroen độ khá là đẹp. Và mình muốn làm một cái video review những cái chi tiết về chiếc xe này để cho mọi người cùng tham khảo luôn ha. Ok, thì mình sẽ vào ngay luôn. Mình soi từng chi tiết đi ha. Đầu tiên là về cái nước sơn, chắc là nhìn vào mọi người cũng đã thấy ngay sự khác biệt rồi. Đây, phần bình xăng được sơn lại với màu xám. Logo Triumph được cắt điệu luôn nha. Đó, chủ xe rất là tâm huyết với chiếc xe này. Đó, thiết kế riêng một cái logo khác, chọn một màu sơn khác. Nhìn thì có vẻ giống như kiểu phay xước và được phủ lại lớp sơn bóng lên. Rất là độc đáo, rất là đẹp. Theo cảm quan của mình là rất là đẹp. Nhìn chiếc xe rất là hiện đại ha. Đó. Phần cốp cũng đã được sơn lại luôn với một kiểu logo cách điệu. Đó. Rất đẹp. Rồi, nói lên phần đầu nè, chúng ta có gì? Một bộ LED mắt liếc, kèm với đó là hai đèn trợ sáng nhỏ phía dưới. Đó, để tăng cường ánh sáng khi đi đêm. Và theo mình không lầm thì nó có là đèn vàng nữa. Đèn vàng thì sẽ phá sương được ha, đi mưa đồ tốt hơn. Đây, xi nhan đã được chủ xe thiết kế tinh giản, bắt ngay trực tiếp vào đây luôn. Nhìn cái phần đầu cực kỳ gọn gàng khi mà không có xi nhan ha. Đó, chiếc xe này thì hôm bữa đã tham gia cái tour Triple Ride cùng với Triumph, một cái tour thiện nguyện Quy Nhơn rất thú vị. Đó, phần dè trước cũng được sơn lại này, với một cái dải đen chạy phía giữa. Tấm kính chắn gió này cũng là được lắp thêm nha, chiếc xe zin sẽ không có sẵn như cái này. Thì mục đích chính của cái kính chắn gió này chủ yếu vẫn là trang trí cho đẹp, giống như là đội thêm một cái vương miện vậy đó. Đây, tay thắng, tay côn cũng đã được lắp tay đồ chơi. Ở đây cũng đã gắn sẵn một cái bát điện thoại, rất là tiện lợi nếu mà anh em đi tour. Và có cổng sạc ở đây luôn, đó là có cổng sạc phía bên hông này luôn ha. Thì anh em cần sạc điện thoại, xem bản đồ, chỉ đường đồ đó, thì cắm ngay trực tiếp vào đó. Rồi, ở đây có một cái điểm rất đặc biệt nữa nè, đó là cái phần ghi đông đã được nâng lên một chút. Những cái cục độn này là CNC nhôm nguyên khối, nâng cái ghi đông lên giúp cái tư thế lái nó thẳng hơn, khỏe hơn, đi đường xa đỡ mệt ha. Bình dầu cũng đã được độ lại nhỏ, gọn, xinh xinh, nhìn rất là cá tính. Đó, tay thắng cũng đã độ lại luôn rồi nè, nhưng mà vẫn giữ cùng của Nissin zin ha, chỉ độ lại tay thôi. Đó, kính hậu cũng vậy, thay vì cặp kính hậu râu dế thông thường thì chủ xe đã độ thành kính hậu gù. Kính hậu gù này là cũng của Triumph luôn nha, chính hiệu Triumph, thì cho một cái tầm nhìn khá là tốt. Đó, chúng ta cùng nhìn lại cái phần tổng thể phần đầu xe nè. Đó, đây là chiếc Citroen phiên bản 2019 sau khi custom lại. Đây, ở đây chúng ta cũng có một cái logo custom nè. Đó, chủ xe chạy rất là kỹ luôn nha, chủ xe chạy cực kỳ kỹ, máy móc cổ bô còn mới cứng, hay những cái chi tiết ốc trang trí vô luôn nè. Đó, két nước cũng đã gắn một cái bảo vệ két hình cờ Anh, cực kỳ đẹp. Đó, ốp gầm luôn rồi nha mọi người, ốp gầm cũng cắt điệu rất là xẻ xẻ lỗ lỗ, nó nhìn rất là hay. Đó, ok, chúng ta sẽ lên tiếp phần yên nha. Đây, yên này theo hình quả chám, được độ lại dày hơn,
êm hơn đó, thì ngồi chắc chắn sẽ sướng hơn. Rất chịu độ. Phần tay ga sau cũng được làm lại theo ý của chủ nhân luôn nha. Dài hơn, có thể để được nhiều đồ hơn nè, cột ba lô tiện lợi hơn nè. Rồi có bát để gắn túi bên hông luôn. Đó, rất chắc chắn. Rồi tỉ mỉ. À, cặp bô. Đây, bô Benson 2 chính hiệu Triumph luôn. Thì cho một cái âm thanh khá là ok. Một lát nữa mình sẽ mở bô review cho mọi người cùng nghe ha. Rồi ra phần đuôi để xem có gì ha. Ở đây, phần đuôi xe, chủ xe đã không xài phần dè zin nữa rồi. Cái dè này là dè giống như của phiên bản Tucson TFC. Đó, phần xi nhan cũng đã cắt điệu luôn nha. Xài xi nhan rất là nhỏ. Đó. Nhưng mà cái dòng xi nhan này là cực kỳ sáng. Đèn hậu cũng đã làm lại theo cái kiểu của thằng Speed Twin và Tucson. Rất đẹp. Rất là đẹp luôn nha, nhìn từ phía sau cực kỳ gọn gàng. Có thể nói là chiếc xe này độ không phải là quá nhiều, nhưng mà những cái chi tiết độ rất là tinh tế. Đó. Đây cũng có thể là một cái style mới cho mọi người có thể lựa chọn, suy nghĩ cho chiếc xe của mình. Đối với Swift Twin thì chúng ta có vô số cách để độ và cá nhân hóa tùy theo ý thích, sở thích của mỗi người. Đây là một phiên bản. Đó. Rất là hay. Giờ mình sẽ đề máy lên cho mọi người cùng nghe thử, xem âm thanh của Volvo Benson 2 trên Swift Twin ha. Để xem xe chạy được bao nhiêu cây rồi. 7600. Ok, mình đề máy ha. Không biết là âm thanh trên điện thoại thì sẽ như thế nào, nhưng mà khi nghe thực tế ở ngoài á thì tiếng bô khá là trầm, không bị xé, có độ lực nha, âm bass khá là dày luôn á. Đó. Thì chủ nhân chia sẻ là chiếc xe này đã thay lọc gió KN và map lại, cũng như thay cả phần X-Spy luôn rồi. Thì mình sẽ đè nẹt lên một chút cho mọi người cùng nghe thử nè. Rồi. Rất uy lực luôn nha. Ai nói Swift Twin bô nghe không ghê. Màu sơn và cái màu bô rất là hài hòa nha. Tiếng bô nghe rất đã luôn, rất sướng. Đây mình sẽ chuyển về cái đồng hồ vòng tua cho mọi người xem. Đây. Đó. Cực kỳ đã. Ok. Rồi, chúng ta cùng đi vòng quanh xem lại một lần nữa ha. Một phiên bản độ của Swift Twin cực kỳ đẹp, rất là tinh tế, với màu sơn được custom lại hoàn toàn, logo cũng đã được cắt điệu. Đó.
Đối với những khách hàng mà muốn một sự cá tính, một phong cách riêng thì Citroen luôn luôn là một mẫu mô tô để cho mọi người có thể thỏa sức cá nhân hóa chiếc xe của mình. Rất là nhiều đồ chơi sẵn sàng plug and play thôi, không cần phải chế chéo gì nhiều. Đó. Rồi, mọi người, ý kiến mọi người như thế nào? Hãy comment phía dưới cho mình biết. Và nếu mọi người có cần thêm những phiên bản nào khác của các mẫu xe nào thì cứ alo cho mình nha. Cứ nhắn tin hoặc là liên lạc email. Số điện thoại mình có để phía dưới phần mô tả video. Đó. Rồi, ok, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.